Xin chào các bạn đã đến với kênh Michi Review. Hôm nay em review phim Tình Yêu Trong Gió. Kể về cái xã hội chỉ biết trân trọng người giàu, chê trách người nghèo, không chỉ người lớn mà học sinh cũng phải chịu sự bất công này. Bây giờ em sẽ bắt đầu review luôn nào. Bà Dinh bưng đồ ăn tới tận mồm mấy đứa rồi mình bị đau lưng. Bà mặc kệ do già là cả rồi, nó như vậy là chuyện bình thường. Bà hỏi về chuyện thắng thua trong trận đá. Nhìn lại cái đầu của thằng cháu nghĩ tới cảnh hôn. Trời ơi, à là vì tao không thích mày ở cùng thằng Huy. Ủa anh sao bữa người ta tỏ tình sao anh không nhận đi? Hai đứa bạn đi vào dẫn Sai Lom ra, không biết nó sẽ làm gì Sai Lom nữa. Làm cho sướng, trở lại hiện thực căng vẫn trả lời bà như không có chuyện gì. Còn Sai Lom chắc ngại quá ẻ cho đỡ quê. Ăn nó căng ra bụng tròn ra mắt, căng tới tận phòng căng kiếm chuyện nhưng Sai Lom đang nghe postcard. Ta không nên buồn, và không có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Không đường này thì ta đi đường khác. Giờ em biết tại sao lại làm thêm cái cửa vệ sinh rồi đó. Tiện ghê, càng tới chỗ Sai Lom để ăn năn sám hối hãy tha lỗi cho tao. Vì tao biết giờ tao bấm rồi. Giờ tao đã thích mày, nếu mày mở lòng được hãy mở cửa cho tao. Luật hoa quả không chừa một ai, vẫn mở nha. Vào trong Kang giải thích gọn gàng vì Sai Lom là đứa đầu tiên chống đối Kang. Hơn thua thế nào va chúng ngay con lũy tình yêu. Nghị luận qua bộ phim này ta rút ra được gì? Thứ nhất ghét của nào trời trao của đấy. Thứ hai cứ hôn thằng trùm màng chắc chắn có bồ. Các em hãy áp dụng vào thực tế. Trên con xe trở tới trường, hai người dần phát cơm chó cho công dân xem. Ui trời ơi, ta nói tỏ tình bị thất bại. Rồi người kia chợt nhận ra tỏ tình lại ta nói chớ. Chán trường cuộc đời đồng trinh của em. Nhất là thằng Kang mới làm người yêu hôm qua mà bữa nay đòi thịt con nhà người ta. Ủa anh? Anh Huy chắc tập đồ sung sức lắm ha. Mới giờ kêu đói nhờ mẹ auto làm đồ. Do Ramon hay gì muốn là có vậy. Dứt câu xong tự nhiên thằng Kang nó đem hai túi đồ ăn tới biếu tận mồm. Để lại hai đứa kia hoang mang, còn em bổ cười như con điên. Đêm đó Sai Lom kêu đi lấy lòng heo, lòng bò, lòng gà. Lòng gì cũng phải lấy được lòng của hai đứa bạn Sai Lom. Rồi hẳn nói chuyện ha. Thấy Sai Lom cười điên, ta suy ra hai đứa bạn biết hai đứa này chơi bia đia. Lén lén lút lút rồi, mày khỏi chối. Người đau nhất vẫn là người bị vấn đề. Về canxi khi vừa ngã cái vào bệnh viện chơi, Kang muốn ngủ với bà lắm. Khỏi mày ở nhà mày chụt chụt với bồ mày. Ta không thèm, liền rời đi ngay không chờ hẹn là chết dở. Có gì thì phải thông báo cho thằng anh trước. Anh ơi, anh có cần bột giặt A3 để tẩy trắng cái nách anh không? Sao cái nách của anh vẫn thâm như ngày nào vậy? Ừ thì thằng anh cờ hó nó thể nó uy tín như nhà cái đến từ châu Âu đấy. Nếu có thì xét đánh. Anh nói đúng rồi đó, Thiên luôn luôn chờ đợi anh ở bên kia đó. Thôi má con cúp máy, tốn tiền điện thoại thấy mẹ ra. Vào nhà là một bàn đầy cá trà bạch nhầm cá nướng. Kang cứ nghĩ cứ vung tiền ra là lấy lòng đứa hai khứa kia nhưng không. Tụi nó cần một tấm lòng ăn năn hối lộ, Phật độ chúng sanh từ bi tạo nghiệp. Vung tiền thì dẹp mẹ đi, Kang cũng có tiếp thu được chút ít. Thôi giờ ăn má. Sai Lom với auto đội nón đứng đường đợi Huy. Anh à đừng hy vọng quá nhiều nha, anh đi làm không phải đi chơi. Niềm hy vọng nó ở trên trời đó bay cao đến nổi không với tới đâu. Đứng nhìn một cách vô tri, thì xe taxi tới, tưởng chở đồ nhưng không, đấy là Kang. Xưng Phong bưng phụ đồ nhiệt tình nhận lại là ánh mắt người ngoài hành lang. Đã lên xe rồi Huy cứ hỏi đi hỏi lại cơn gió nào đã đưa mày tới. Lỗ tai dính cứt hay gì mà không nghe. Thấy có người lên Sai Lom chủ động nhường chỗ, Kang cũng theo sau đó. Đứng được lúc mới phát hiện nó mặc áo của mình, trải nghiệm mùi nghèo tí với nó. Giờ đây các bạn muốn có bồ rất đơn giản, áp dụng định luật đa Mỹ mua nơi như hai anh là được. Thôi xuống xe má. Xuống chợ Đồng Xuân hay bến thành gì tôi không biết nhưng càng biết nó xa. Xa thì đi về khỏi ý kiến. Không Huy vì bé bồ sinh tươi anh nguyện làm tất cả. Ta nói trời đất ơi, nó dí mà nó dí tới quán cà phê mà cái lớn nhất cái Nguyễn Huệ luôn đó. Tôi chạy thì tôi băng qua đường xém xe ăn luôn nè. Đôi guốc mới mua hôm qua nè. Đôi guốc mới mua hôm qua xém sụp hố chết luôn. Thấy Kang hấp hối, hỏi nó kêu nó ổn, ổn lòi liếng ngất ngay giữa đường giữa xá vậy đó. Báo hại mấy đứa phải thành y hai lần cho thằng báo con này. Nó nằm hấp hối giống y như lúc em vừa mới thi môn anh ra. Huy biết thừa sao bữa nay có uống thuốc độc dược sản y không? Dạ thì em chỉ muốn lấy lòng mọi người bằng tay chân. Chờ em bồ em không cho vung tiền, auto kiểu làm mất thanh danh. Danh dự, liêm khiết, tài ba xin Kang hãy đập tiền vào mặt em đi. Ta nói chớ thôi làm gái luôn đi anh, thôi thì bao bữa cơm cũng được. Ừ, bữa cơm của anh đó, dẫn vào. Anh em cốt cho tàn đứng đây từ chiều, còn ba đứa kia vào ghế một cách ngu ngơ. Mình học văn mình có thể nói lời hay ý đẹp được không? Mới vào mà chê người ta rồi, auto lúc ngu lúc hưng phấn. Éo hiểu kiểu gì, tửu lượng là auto yếu nhất. Mới nhất một ly đã ăn nói xà lơ, người nhận tội thay vẫn là anh Mắc. Thật là đứa mập đứa gầy lúc nào cũng hợp cho bớt gầy bớt béo. Tới giờ điên của auto rồi đó, kéo Sai Lom đi dãy đầm, không bé hồng chịu thú bé nhưng vẫn phải đi nha, buồn.
đã nói không biết nhảy rồi, vào đám đông chi cho đời ta lạc mất nhau, tự nhiên có một cô gái. Em ơi, đó là nếu, đó là mơ em vẫn rất kêu. Thành đường anh đi với em trong Ferrari, còn anh thì kêu. Anh nắng lên từ đường miêu của tình. Xe hơi không có đường vô, cho công nhân ăn mày bằng sâu. Họ thiếu mưa xuống đất bằng con. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là... Thằng mắc thấy đi lâu ra nên tìm thằng auto. Còn hai ông thần nước biển mặn mòn lỗ đít đây hơn thua nhau mà tao mắc mệt. Đúng kiểu thích thì phải nhích, đụng là phải trụ. Nhưng hai đứa này áp dụng công thức quá cố. Ối ra mà em kiểu ra rồi vẫn cứ vậy nha. Càng sau khi vừa mới cướp bồ từ tay con mẹ hám trai hám dục thì mình cùng khiêu vũ như nữ vũ sụp trong Iden EVV nào. Đường cong ba vòng căng đét ngay cho chế. Tự nhiên mấy anh Pikachu tới kiểm tra đột ngột, báo hại mấy đứa chạy tụt hai hoàn giái chó ra. Người báo nhất vẫn là auto khóc xin sức mướt, càng làm anh hùng cứu Minh Béo để lại, cho lũ bạn một ánh mắt hoang mang còn sai lom biết hết. Báo hại ông bồ cờ hó của Càng phải bắt tận sát tới gặp mặt cảnh sát. Xuân đi để lại lá vàng, cảnh sát đi để lại cả đám ăn chửi, nhưng chỉ có mình Càng. Cả nhóm cũng nói giúp cho ông bố cờ hó mới hạ hỏa không chửi hoài mất trinh. Hai đứa cháu cưng của bà tới để thăm bà à. Bà dặn phải trông chừng đứa trẻ to xác này. Nha với Càng phải đá bóng hết sức cố giật giải nha. Chụt, thôi bà hai cháu về nha. Cùng lúc đó tới giờ trị liệu của bà. Ở đời thật bất ngờ là thằng anh cờ hó. Ngày hội đá bóng lần 2 cũng đã tới, đội nào đội nấy cũng tập hăng nhỉ. Còn cô nát dao kêu các em quẩy hết mình đi, bung lụa hết mình đi, tự tin làm chính mình, mọi người đi hết rồi ha. Mới nói chuyện mấy bộ quần áo là do cô may và cử chỉ của cô đã nói lên tất cả. Khỏi chối, cô mừng mừng mà muốn rớt trinh luôn vậy đó. Thôi ôm nhau để tiếp thêm động lực với thơm phức mùi les les, ngon quá. Đội nam thì như thường, mỗi đứa sụp được chai nước. Giờ đây chúng ta được ăn cơm chó của hai nhân vật chính và phía sau là ánh mắt cặp phụ. Càng tính làm lành với Huy nhưng Huy còn không tin mà. Mới đầu đội Lam hơi thụt thật, gì mà 3-0, bị chèn ép bị xô ngã mà trọng tài éo cho cái thẻ vàng. Huy kiểu nhưng sân chơi này lại cho bà, tụi mày chơi mất dạy với bạn tao được thì tao cũng chơi mất hơn. Phát nào dô phát này, anh Huy bị thương rồi và được cái thẻ vàng được rồi. Anh nhường lại cho Càng để lé le với mọi người đó, nhất là Sailom. Tiếc thay nó lại không vào, đội Lam buồn thúi ruột ra. Tối thì Càng tự dằn vặt bản thân vì đã làm cho mọi người thất vọng. Chắc tụi nó ghét Càng lắm nhưng không sao, đời còn nhiều cơ hội. Sailom kiểu có cơ hội đó. Trong lúc thi thua, bưng nước tới Huy kiểu an ủi Càng đi. Đường nào tao cũng biết hai tụi mày chơi BD rồi. Nó cũng tốt hơn, ok tụi tao chấp nhận hai tụi mày quen. Như được tín hiệu mũ nữ, Càng mừng thấy bà mụ nội ra. Cuối cùng em đã có người yêu, hai người trao nhau những nụ hôn tràn ngập nước miếng. Không ai đái hai lần trên một dòng sông nhưng anh Càng đái lần thứ 10 rồi. Phim Trái tim trong gió cũng đã kết thúc tập 7. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nhớ cho mình một like và một subscribe để có thêm động lực ra thêm video nha. Tạm biệt các bạn.